Ví dụ em lấy chồng về An Giang ở rồi có được không? Nếu mà kết hôn thì thông cảm về sống với mẹ em, sống với mẹ con em, tại vì mẹ em năm nay lớn tuổi rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi, nhà trai có mặt sân khấu. Bây giờ mình nói lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Rồi mời em trai. Mình tên là Nguyễn Quốc Huy, đến từ An Giang. Nghề nghiệp chính mình là lái xe. Công việc hiện tại là lái xe từ An Giang đi các tỉnh miền Trung. À, lái xe đường dài hả? Dạ. Là lái xe 50 chỗ đó hả? Không, lái xe tải chuyên về và đi bắt vịt. Lái xe đi bắt vịt hả? Dạ. Mấy con vịt giống vịt mình mua siêu thịt về mình bán lại á. Một chuyến đi vậy là xa không? Lâu không? Đi từ chỗ nhà đi tới chỗ là 14 tiếng, đi hai người chạy. Một lần bắt được bao nhiêu con vịt vậy anh? Một lần bắt vậy là 1.400 con. Wow. Ủa sao ở miền Tây gần vòng vòng không có vịt ha? Có mà giá thành nó quá cao. Rồi là tài xế bắt vịt đó đúng không? Yeah. Rồi mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Em là Dương Thanh Hiền, năm nay 37 tuổi. Em sống và làm việc ở Vũng Tàu. Em bán hàng phụ mẹ. Là mình bán hàng tại nhà mình luôn ở không, Vũng Tàu bán luôn. Bán hàng ở ngoài chợ mới á. Hiền bán gì Hiền? Bán ở đồng hồ mắt kiến. Bên mua bán vịt, bên mua đồng hồ mắt kiến. Nói chung là kinh doanh hết á. Bây giờ em trai nói cho nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm mạnh của mình là thích giúp đỡ mấy người xung quanh. Có tật xấu gì không? Thì có, lâu lâu rảnh thì có nhậu nhẹt với anh em thôi. Nhậu nhiều không? Ít. Có hút thuốc không? Có. Hút nhiều không? Thì tại mình lái xe ban đêm thì mình phải hút cho nó tỉnh. Dạ, nhà gái nghe rồi. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào. Ưu điểm mình là trung thực, thật thà với lại vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của mình là mình hay quên với lại không có giỏi gì văn nghệ. Rồi để tôi dẫn nhà trai đi mua đồng hồ mắt kính coi. Dạ, rồi. Chào anh. Xin chào. Mấy giờ bắt đầu bán? 6 giờ là bắt đầu dọn hàng ra, bắt đầu là chính thức dọn hàng đầy đủ rồi, ra rồi. Bán tới 6 giờ tùy theo buổi chợ à. Ủa là mình bán cho mình luôn á hả? Bán cho mẹ, phụ với mẹ. À, phụ với mẹ bán. Gia đình bán. Bây giờ em nói chút xíu về đường tình duyên của em đi. Em thì cũng có mối tình là được 8 năm, quen 2010 tới 2018. Với đường xá xa xôi quá rồi. Ở đâu? Ở Cai Lậy, Tiền Giang. Ủa, An Giang với Cai Lậy, Tiền Giang cũng gần mà. Phải vậy, em quen cũng mặn nồng lắm mà. Em không biết lý do sao bên nhà gái không cho em đến được với người đó. Tới giờ luôn vậy đó. Còn nhà gái thì sao? Bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chưa có mối tình nào hết á. À, lo buôn bán phụ mẹ không mà. Thành ra là tới bây giờ. Đâu, ở trong môi trường, ở trong chợ đó, cũng có nhiều đó, người đó. Đi qua đi lại đó, chứ. Có, nhưng mà tại vì duyên nó không phù hợp với mình. Chứ lại duyên chưa có tới, bán ngoài chợ mới á. Tại vì duyên nó chưa có tới, có gặp mà chợ không. Chợ mới có... là đường nào ta? Ở ngoài đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa á. Rồi, anh biết chỗ đó rồi. Chỗ đó đông đúc rồi cũng ra vô đông mà không có tìm được người yêu tại luôn. Tại không, tại vì nhiều khi cũng có nhưng mà người ta không có duyên, nó chưa có gặp. Rồi kết bạn thì chút kết bạn thì chút kết bạn nói chuyện chút đỉnh thì có, nhưng mà gọi mà chính thức là yêu luôn á thì chưa. Thí dụ em lấy chồng về An Giang ở rồi có được không? Nếu mà kết hôn thì thông cảm về sống với mẹ em, sống với mẹ con em, tại vì mẹ em năm nay lớn tuổi rồi. À. Em dì hai cũng lớn tuổi rồi, nhà có hai người với mình em là ba người. Rồi vậy đi qua hỏi liền luôn. Không có làm dâu được. Nếu em từ An Giang em ra Vũng Tàu em làm rể được không? Dạ, để rồi hai em với bạn gái đó để tìm hiểu nhau kỹ nữa thì em mới quyết định được. À. Tại vì em cũng như bạn đó, nhà em có hai anh em. Ừ. Em thì đã có gia đình rồi, có con rồi ở Sài Gòn này. Vì tình yêu của ông anh nói chắc nó cũng về đó. Bây giờ chút xíu mình tìm hiểu, biết đâu tình yêu đủ lớn á là người ta đi về Vũng Tàu luôn. Giờ cái xe Vũng Tàu về Vũng Tàu đi chở dịch cũng được. Ngoài cái vấn đề là không làm dâu được á thì yeah. Thì mình còn cái vấn đề nào khác về cản trở trong cái vấn đề yêu đương của mình không? Có hút thuốc, có nghiện rượu. Không có nghiện, tức là không cái mọi cái biết không? Chút. À, có gia trưởng không? Có gia trưởng không? Không. Có keo kiệt không? Rất là phóng thoáng. À. Có vô tâm không? Không có nội tâm chứ đâu có vô tâm. Ok. Rồi có ham vui đến nỗi bạn bè nó mà bỏ bê vợ con không? Bạn hú một cái là dục hết ở nhà chạy đi theo bạn. Hút chỉ có luôn. Không. Không. Đúng không? Rồi. Được, dạ, rồi. Được ha. Ờ, được rồi. Thấy nãy giờ Hiền á. Dạ, thì được, mấy Hiền gì thì được, thì cũng được rồi. Về một mẫu hình lý tưởng của em sao? Người đàn ông thế nào? Cao từ 1m7 trở lên là đủ rồi. Với lại những cái ưu điểm như em nói là nãy á. Nhưng mà cao mét mấy vậy? Sơm mấy à? Hơi yếu. 6m7. Ừ, không sao, mang dài lên cút là được. Bên kia độn lên cho nó lên 1m7 được không? Không sao hết, miễn là tính tình tốt là được. Đó, rồi. Quan trọng là đó. Tính tình tốt, rồi.
mình muốn lấy vợ làm sao nè? Bạn gái của em là cao 1m60-65 là em được. Khó luôn. Biết nấu ăn và chăm sóc gia đình là em ok rồi. Sao chăm sóc gia đình là số 1 luôn đó. Bây giờ em đi với ai em trai? Đi có mình anh. Có em mới ở Đà Lạt mới về tới rồi em đi xe đò ngược lên lại. Nhà gái đi với ai? Vừa mới đi xuống dịch xong là đi xe đò lên liền luôn đó. Chào chú Huyền Linh. Với lại chào cô Ngọc Lan. Dạ con chào. Tôi là mẹ của Thanh Hiền. Tôi ngày hôm nay lên đây là tôi kiếm rễ Hiền với kể chân thật. Với lại biết thương con gái tôi, biết lo trách nhiệm gia đình. Có trách nhiệm mà đừng có bỏ buông bỏ mẹ con là được rồi. Với lại tôi cũng đơn chiếc lắm. Cũng muốn gặp người rể đàng hoàng có đạo đức đặng mà về phụ lo buôn bán làm ăn. Anh bên đây là có thể là bỏ ngày bắt dịch không? Tại gia đình đạo Phật á, tin tưởng Phật pháp lắm. Không, dạ con đi bắt dịch là con chỉ về cho cái trang trại đó là bán lẻ lại thôi chứ con không có. Mình cũng nên chuyển nghề đi, dầu sao mình cũng có nhúng tay trong đó, 7 chia 10 đó, 7 10 chia 7 3 đó. Dạ. Gia đình thì Phật pháp còn làm phước làm đức nữa, thành ra cũng không muốn có một quân rỡ giết sát sanh hại mạng. Dầu là mình đây là chỉ chở người rồi, ta cho, cũng vậy. Dạ, chở thuê thôi. Con có thể con chuyển nghề. Chứ bây giờ thì cô lên đây cô chỉ nói đại khái. Cô nghe nói như chạy xe tải đường dài á, nhiều bồ lắm. Đi đến đâu con rơi con rớt cái đó cô cũng sợ đó. Mình thì thiệt tình gia đình chưa mình đàng hoàng. Chưa ảnh hưởng tới bây giờ đó cô. Nhưng mà cô thấy đây Hiền không? Chưa biết. Trước mặt thì giờ chưa có gì, chưa có biết. Chừng nào về tính sao. Nhưng mà tính sao? Đây là chân tình đó. Gia đình con có mấy người anh em? Dạ con có hai anh em, con thứ hai em có gia đình. Ba mẹ còn đủ không? Còn mẹ. Vợ nhà mẹ làm gì? Mẹ ở nhà mà. Thằng giờ ai nuôi mẹ? Con. Con nuôi vậy rồi bên đây cũng đơn chiếc quá rồi làm sao, con tính sao? Thì nói chung ở dưới quê con thì cũng có cậu rồi ở gần nhà xóm chòm nó ở quê thì rất là mến nhau. Tại nhà con cũng đơn chiếc lắm, nhà có hai mẹ con thôi. Giờ bắt rễ được không? Bắt rễ đó, nhưng mà để coi hai đứa nó hợp với nhau coi như thế nào. Giờ tạo cơ hội trước đi rồi mình tính tiếp chứ bây giờ chưa nói được. Tùy duyên, lấy xe đường dài nó không tốt. Mình nên những cái gì mình ngồi tại chỗ mình bán. Dạ, xe cổ giờ nó nguy hiểm lắm. Dạ. Tại tới hai người lái đường xa trơn trượt đồ cũng không hay. Thì giờ nếu mà về Vũng Tàu mà có phụ vợ bán đồng hồ bán kiến á thì cũng làm được đúng không em? Dạ. Được mà. Có tính toán gì tương lai cho vợ con tính vậy hoài sống vậy hả? Thì con cứ chạy xe thì lấy tiền nó nuôi vợ rồi con là thôi. Để dành được cái gì đang lo cho vợ cho con đám cưới đám tiệc gì không hay là nhậu hết rồi? Con có để dành sổ tiết kiệm. Vậy thôi cho cơ hội bấm nút từ tính sao ha chú Quyền Linh. Dạ dạ dạ, cảm ơn cô. Rồi bây giờ hai bên gặp mặt đi rồi tính sao. Mở rào. Tới đi tới đi. Anh mời em đặt đặc sản của quê em. Cảm ơn. Cho đây. Rồi để bển luôn, để bển cho chị Lan luôn. Để cho cô Lan ăn luôn đi. Cô Lan thích cái món này lắm. Dạ đúng rồi. Thích dữ lắm, để nó đi một chút nữa em ăn. Bây giờ em ăn mất son của em. Đây, em có quà này tặng cho anh nè. Đồng hồ reo đó. Cho anh xài để anh đi dẫn thức dậy cho đúng giờ. Với lại cho em hỏi là thí dụ như về mà có mâu thuẫn hay gì mẹ chồng đàn dâu gì đó, anh có thể giải quyết giùm, anh có thể đứng bên cạnh để mà khuyên nhủ mẹ mình làm hòa giải cho đôi bên được không? Là bên anh hay em? Với mẹ em á, anh mẹ. Với mẹ em á, thí dụ như đó là chuyện em sau bên này thôi. Người chính giữa em phải giải quyết chứ. Thì đó bây giờ em mới hỏi vấn đề đó. Với lại á, nếu mà uống rượu thì sau này về anh có thể gì em mà bỏ rượu được không? Tại vì uống rượu không tốt, uống rượu với hút thuốc thì nó không tốt cho sức khỏe. Anh có thể bỏ hoàn toàn về em được không? Nói chung thì hút thuốc thì anh bỏ cho người ta. Nhưng mà có thể bớt xe, từ từ, uống rượu thôi. Cũng vậy, bớt từ từ, tại uống rượu nhiều nó cũng không tốt. Cái nào được bớt phần nữa, được thì anh... phần nữa được. Đó thì bỏ được thì được, chỉ có vậy thôi. Dạ, rồi thì nữa anh em cứ tìm hiểu nhau. Dạ không, thì cứ nếu mà được thì cứ tìm hiểu trước đi. Dạ. Còn tình cảm thì từ từ bồi đắp cũng có sao đâu. Dạ, cứ tìm hiểu trước đi đã. Không, rồi với lại anh có chiều vợ một chút xíu không? Ví dụ như thích cái gì đó anh có thể chiều một chút không? Hay là đừng nhũng nhẽo quá được rồi. Không, nhũng nhẽo thì chắc chắn là không, nhũng nhẽo quá ai chịu nổi. Dạ. Mức độ vừa phải thôi. Được rồi, chỉ cần anh sửa đổi một chút những gì không tốt thì sửa đổi để phù hợp cho cả hai để xây dựng hạnh phúc. Dạ. Đó, cái đó là chắc chắn là phải có sau này. Đúng. Đó, chỉ có vậy thôi. Dạ. Chứ mà nhân vô thập toàn mà. Chương trình thì mình hỏi, mình nói thì nói vậy thôi. Chứ còn sống gì lâu vậy dài thì ắt ai mà không lòi ra khuyết điểm. Đúng rồi, quan đúng trọng lâu, là lâu ngày có mới biết. Mình có khắc phục được khuyết điểm đó hay không. Hay là cứ cố chấp giữ khuyết điểm đó để rồi hạnh phúc tan vỡ. Dạ. Còn tiền bạc thì sau này anh đưa cho em giữ không? Hay là cũng như thế nào? Chừa là bỏ túi xài chứ em. Đúng nhiên,
rồi, anh thấy mở túi lên xài chút. Chứ đàn ông mà nhiều khi đi bạn bè hay là cái gì đó, hay là mẹ bệnh vậy, anh cũng cần tiền lo ra cho mẹ anh mà. Đúng nhưng rồi. Mà vẫn phải đưa cho em giữ một phần ở đó hay không, tại đó em phải nói còn trước rồi nha. Dạ đúng rồi, cái gì cái đó mình phải nói trước. Dạ. Để tránh sau này rắc rối sau này. Dạ. Đưa nhiêu nữa thôi hả? Nữa à. Mà làm gì nữa giữ vậy? Nữa còn lại làm gì giữ nhiều như vậy? Giữ bỏ lỡ cà phê, 6 triệu. Cà pháo với bạn bè nữa. Cà phê làm gì mà nhiều dữ vậy? Xã giao. Mình đợi xứ lạ quê người nữa, làm rễ cha nữa. Như là người mới chỗ khác lại mà. Đúng không? 12 triệu rồi đưa 11 triệu, giữ 1 triệu thôi. À khi tính về làm rễ đó, người mới lại phải... Nếu mà về anh thì anh đưa hết. Đúng rồi, sau này kết hôn á thì anh phải đưa đó khá chút để còn lo cho vợ con chi phí trong nhà nữa. Đó em phải nói trước rõ ràng cái vấn đề đó, em phải nói trước. Đó, chỉ có vậy thôi. Dạ. Rồi hồi nãy nhà gái yêu cầu nhà trai thay đổi cũng nhiều điều á. Bây giờ nhà trai có yêu cầu nhà gái thay đổi gì không? Không, nhà gái thì ngoài em buôn bán phải không? Dạ đúng rồi, em buôn bán. Bán ngay chợ luôn hả? Dạ. Chợ thành phố Vũng Tàu luôn. Dạ, ở chợ thành phố Vũng Tàu luôn. Mình bán sạp hay là cái gì? Bán quầy. Quầy là bán, đúng bán, cái quầy. Đúng rồi, thuê quản lý chợ thôi. Tuổi gì? Tuổi gà. Tuổi dậu, kia tuổi gì? Tuổi con trâu. À, dậu sủ. Trời ơi trời. Tỵ dậu sủ. Tám hạt. Tới hai người đó. Đúng rồi, nhìn thẳng mặt nhau coi. Nhìn thẳng vô mặt nhau đó, lúc này mình mới coi là đó cái người mà mình đang tìm có đúng hay không. Muốn anh, em muốn anh làm chồng thế nào? Một người chồng biết thương vợ thương con, chia sẻ việc nhà với vợ con, với lại sống đừng có được, đừng có mà keo kiệt quá, không phóng khoáng với vợ con một chút, với lại chiều vợ chiều con một chút, chứ đừng có cái kiểu mà gia trưởng quá là không được. Đó không có. Đó với lại mỗi lần xỉn anh đừng có xỉn, tại vì xỉn là gì mình rượu nhiều không tốt. Xỉn là đừng xỉn nha. Đó, anh đừng có xỉn là được rồi, nhậu mà cũng tỉnh táo một chút, chứ đừng có lái xe đang xỉn thì đừng lái xe. Đúng tại rồi. Uống xe rất là nguy hiểm, chỉ có vậy thôi. Đúng rồi, anh nói là vậy. Nếu mà ví dụ như anh mà cứ đi lái xe đường dài hay cái gì về nó, hôm nay anh đang ở Đắk Lắk, Nha Trang gì đó. Cho nên anh chỉ nói vậy thôi cho em biết thôi, là anh tới nơi rồi để báo bình an cho em biết là hiện giờ anh đang tới Đắk Lắk, Nha Trang rồi. Em với con ở nhà yên tâm ngủ đi. Chỉ có vấn đề chỉ có như vậy thôi. Đó, ví dụ hôm nay anh đi Nha Trang đó thì nói cho em biết trước. Chứ đừng có mà sáng thức dậy là không thấy ông xã đâu hết. Ổng xách vali ổng đi Nha Trang ngày nào mình cũng không biết luôn. Ổng tới đâu mình cũng không biết ức giáp gì luôn. Em mới gắn chip vô điện thoại mà ổng đi đâu là biết hết. Thôi đừng có theo dõi sao được lòng người. Quan rồi, trọng là xác. Tâm ở với mình. Thì người đi mình cũng an lòng đó, tâm cũng ở bên mình. Thì cho dù người có ở lại thì cũng có khác gì đi đâu, khi bằng mở cửa cho luôn, đi luôn cho rồi. Hay đúng quá. Không? Chứ giữ làm sao được. Quan trọng là sống đừng có vô tâm với nhau là được. Chứ lại chiều vợ một chút. Tại vì thí dụ như vợ thích mua sắm thì anh không thích mua sắm, thì giờ vợ thích mua sắm thì kệ cho cô ấy mua sắm một chút. Miễn là anh đưa, thí dụ anh đưa cho em 10 triệu mà em đi mua sắm hết 8 triệu rồi, cái đó thì không được. Nhưng lâu lâu em mua một cái đầm hay gì đó thì anh cũng nói, tôi đưa cho bà mới có 10 triệu mà bà xài chưa tới tuần tháng mà xài hết là bà tiêu gì mà tiêu dữ vậy. Vợ đừng có nói những câu nói đó, nhiều khi mình chi tiêu trong nhà những cái gì lặt vặt nữa. Đó, cái đó anh đừng có hỏi kỹ vấn đề đó. Miễn là chi tiêu rõ ràng, tiết kiệm cho gia đình là được rồi. Chỉ có vậy thôi. Chứ thỉnh thoảng em mua cái đầm hay là bộ son hay gì đó em thích thì anh đừng có cằn nhằn. Tại giật giá gì leo thang lắm, xài tiền chắc chắn là nhanh hết rồi đó. Cái đó em thua đó, em phải nói trước. Ủa mấy đồ đó, đồ đó, đồ của nữ mà anh có đi mua đâu. Đó phải nói trước, tại vì có một số người á, có một số ông chồng lại không thích vấn đề đó. Trong báo có nói phải là không có nói vấn đề đó, thành ra bây giờ mình phải nói trước, mít lòng trước được làm sao, tính em thẳng thắn lắm. Có gì không phải thì anh đừng giận. Mẹ anh cũng vậy nữa, mẹ anh ở với em thì có thể nói là có gì sức cho này vợ mà ở chung với nhau mà không, em không phải là con mẹ nuôi lớn, thì đang sẽ có một số cái không phù hợp quan điểm của mẹ anh. Thì mẹ anh cũng phải thông cảm là con nó như vậy thì mình từ từ mình gọi là thay đổi, dung hòa cho nhau. Chứ mà nói là hòa hợp thì không được. Như anh thích bóng đá, em không thích bóng đá làm sao hòa hợp nổi. Em không nhưng thích mà bóng đá anh, nhưng mà em sẽ xem thay đổi một chút xíu để cho phù hợp với anh. Đó là điều chắc chắn. Đó. Như một người thích ăn mặn, một người thích ăn ngọt thì sao? Nhưng mà nếu thương thì mình dung hòa cho nhau một chút. Có em bất quá nấu hai mâm không sao hết. Nấu hai mâm ăn hết nổi không? Anh muốn em là người vợ như thế nào? Anh muốn em là người vợ như thế nào? Thì anh có nói nãy rồi, chỉ là vợ hiền ngoan ngoan là được rồi. Cái đó thì là... chắc chắn là được. Chắc anh chắn đâu là có được. Gì... Vậy là chắc chắn cái đó là em làm được. Tại vì gia đình em cũng là gia đình truyền thống. Cái đó chắc chắn là sẽ phải được. Nó cho nên đừng để thì anh yên tâm. Tại vì em cũng từng chăm sóc cho bà ngoại mà. Cho nên vấn đề thì không sao hết. Miễn là bà tương đối dễ dãi ăn dâu. Thí dụ như là hôm nay con nấu ngọt quá, mẹ không thích thì cứ nói rõ là con nấu đừng có ngọt, mẹ không phù hợp với gia vị của mẹ. Thì cái gì em không biết thì hướng dẫn thêm cho em. Rồi. Em chắc chắn sẽ học. Bây giờ nè, em thấy người này có phù hợp với em không?
Dạ, yeah, để em đi rất là tìm hiểu thêm nhiều nữa. Đó là cái việc cứ kết bạn với nhau trước đi, được thì cứ bấm nút kết bạn nhau trước đi. Kết bạn Zalo trước. Còn tìm hiểu từ từ mình bồi đắp chứ mới có quen, mới có gặp nhau đây mà cái đùng mà nó mình nhất định phải cưới cô này cho bằng được. Thì làm sao mà được? Đúng rồi. Tình yêu sắc đánh ở đâu ra? Thì tình cảm mới thể từ từ bồi đắp. Cái đó là điều chắc chắn, không sao hết. Rồi để tao rút bấm đi các bạn. Bây giờ hai anh chị sẽ suy nghĩ lại về những gì chúng ta trao đổi với nhau. Lan sẽ đếm 3 tiếng. Hai anh chị sẽ bấm nút hoặc là không nhé. 1. Hai. Ba. Rồi, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Nắm vậy nè, nắm vậy nè. Yeah. Rồi. Chưa biết nắm luôn. Nắm vậy nè, nè vậy nè. Nè, nắm vậy nè. Nè, đây nè. Nè, thấy chưa? Trời ơi, nụ hôn đầu đời đó trời. Trời sướng quá. Tha tê không tê? Tê, nổi ra luôn. Xin mời nhà gái. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi mời em gái giới thiệu về mình nào. Dạ em tên là Mỹ Duy, em năm nay 26 tuổi ạ. Em đến từ Đồng Nai. Em đang làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Đồng Nai. Rồi mời nhà trai. Dạ lời nói đầu tiên em chào ban tổ chức chương trình bằng muốn hẹn hò. Chào MC Quỳnh Linh, chào chị MC Ngọc Lan xinh đẹp. Dạ. Và chào toàn thể khán giả quý vị đang xem bằng chương trình và đặc biệt bạn gái ở bên kia là chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe. Em tên là Nguyễn Thanh Long, sinh năm 92. Công việc hiện tại em đang làm ở Đồng Nai, quê quán em Đồng Tháp. Ồ, Đồng Nai mà ở đâu? Long Thành? Ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Nhân Trạch. Còn dạ, bạn kia Đồng Nai ở đâu vậy? Dạ em ở Định Quán. Cũng xa à? Cũng hơi xa xíu nhưng mà cũng trùng chung một tỉnh ha. Dạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm cho công ty cơ khí, chuyên là làm những cái kèo nhà thép của xuất khẩu nước ngoài á. À rồi, có ưu điểm khuyết điểm gì em? Ưu điểm em thì ca hát. Ca hát. Khiêu vũ. Tại em cũng học đam mê khiêu vũ. Khiêu vũ luôn? Dạ. Rồi hồi nhảy khiêu vũ thử coi xem sao nha. Với nấu ăn. Điểm yếu thì có thể là em hay tin người. Có nghĩa là nhiều người ta thấy người ta than than tí xíu thì mình lại động lòng. Là điểm yếu đó em. Mời nhà gái. Nhà gái có điểm mạnh điểm yếu gì nè? Điểm mạnh của em là em vui tính, đúng giờ. Dạ. Em rung. Không sao, ở chị Lan nè, không có gì rung hết. Điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi rung. Điểm yếu là hơi rung thôi nha mọi người, chứ không có gì hết trơn. Vậy thôi hả, còn gì nữa không? Em dễ xúc động á. Nó nhỏ quá hả? Rung quá nó xúc động luôn. Thôi vậy để chị qua chị quần nhà trai một hơi. Em chào chị. Rồi nhà trai người ta... Chào nhà trai. Không có ghẹo được đâu, nhà trai không có rung đâu, bản lĩnh lắm á. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình chị. Mối tình thứ nhất thì cách đây khoảng 5 năm, quen cũng được gần 2 năm. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì quen được 6 tháng, chia tay cũng hơn 3 năm rồi. Sao ngắn vậy? Tại vì qua tìm hiểu á chị. Bạn nữ nhậu nhiều quá cho nên mình không có không nhậu lại đúng không? Nhậu không lại hả? Chứ phần nhậu mà em cũng sợ sợ luôn cho nên là thôi qua tìm hiểu vậy. Chứ phần sao mà cách lòng thì cho nên là chia tay tới giờ. Nói chung cũng không có gì sâu sắc. Để tôi coi bên đây có nhậu không? Trời ơi. Nhậu thì nhậu vô tiếp. Dạ, đi được bình thường. Đấy, dễ thương quá, sao mà rung vậy? Mình có mấy mối tình rồi? Dạ con ly dị một người chồng, có một bé trai 4 tuổi. Ủa vậy đó hả? Lấy chồng sớm quá hả? Dạ. Lấy chồng được mấy năm? Dạ lấy chồng được 2 năm. Giờ ở với ai cưng? Dạ ở với em ạ. À giờ có hai mẹ con thôi. Dạ đúng. Có ai phụ em giữ bé không? Có bà ngoại. À, có bà ngoại là tuyệt vời. Coi như lấy chồng được 2 năm rồi chia tay hả? Dạ. Sao vậy? Lúc đó các con còn nhỏ tuổi quá nên là nóng tính đó. Với lại hai vợ chồng nhỏ tuổi quá nên là không có tiếng nói chung. Không biết tìm cách để giải quyết. Đúng rồi, có đôi khi là chưa có nhiều kinh nghiệm đó. Thôi, chuyện đã qua rồi, bỏ qua đi. Bây giờ mình hướng về phía trước bởi vì tuổi còn trẻ lắm ha. Bây giờ mình mong muốn có một mẫu hình lý tưởng về người chồng mình như thế nào? Dạ, cao trên 1m7. Cao 1m7? Dạ. Dạ, em 69. Dạ, em 69 ạ.
69 không được. Không ăn dài 69. Đôi dài. Còn hả? Đôi dài thì... mang dài là 69 hả? Không, không mang dài 69, mang rồi, dài. Rồi vậy ngon lành. Vậy lúc nào cũng mang dài cho chị, đi ngủ cũng phải mang dài luôn. Rồi gì nữa? Vui tính, hào sảng. Sảng khoái đúng rồi, lúc nào cũng sảng khoái. Hào sảng khác nha. Ủa vậy hả? Hào sảng khác, sảng khoái nha. Sảng là giống như công tử Bạc Liêu vậy đó. Trời giật trời cho tới luôn vậy đó. Dân miền Tây dùng hay từ hào sảng là ta chân thành lắm. Chất phát thật thà. Có nhiều chơi bấy nhiêu. Rồi. Dạ một chàng trai thích food boy á, giống thích đi ăn đi uống ở ngoài. Tại con thích đi ăn ở ngoài lắm. À con thích ở nhà ăn. Nhà nấu ăn con không biết nấu. Được không? Dạ được. Đây. Dạ được. Thì được thứ nhất về nấu ăn thì em có nấu ăn được. Và thứ hai đó thì hàng tuần hồi đó giờ thì cũng đi ăn, cuối tuần em đi ăn mình mà. Em có muốn tìm được một người để cuối tuần có thể đi ăn đúng không? Dạ cùng đi ăn. Hai chồng này là lấy nhau đi ăn ngoài không mệt lắm á. Mong muốn tìm một người vợ thế nào? Đầu tiên là phải nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Lễ phép bên gia đình. Còn xinh đẹp em đối với em không quan trọng. Tại vì khi mà thí dụ người vợ mình xấu thì mình có thể đưa vợ mình đi spa hay là thăm người kia để cho nó tô thêm cái đẹp không? Đi sửa sang chút dạ, ha. Còn xấu đẹp ở đây không quan trọng. Nhưng mà cô gái này là xinh, không cần phải tốn tiền luôn. Đúng rồi. Tuyệt vời. Cái chuyện cô gái có đứa con trai 4 tuổi thì sao? Dạ không sao ạ. Tại vì khi mà mình yêu thương một người mẹ đương thân á, trước mắt là mình phải yêu người con. Và thứ hai á, thì mình phải bù đắp những gì tất cả có thể để bù lại cho người phụ nữ đó. Hay quá. Tốt rồi. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi ha. Dạ em đi cùng với chị gái ruột của anh gửi của em ạ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Nay em đến chương trình với chồng em, chồng yêu em, để đến đây để cổ vũ cho em kiếm được người yêu em. Ế lâu quá hả? Dạ, ế lâu quá em rầu quá chị. Sao thấy cô dâu tương lai sao nè? Dạ thấy em sao? Thấy em gái này rất là xinh, dễ thương. Mà nói chuyện cũng trông có vẻ ngoan hiền thật sự. Em nói chung là em cần em dâu của em á, nó chân tình là được. Chứ em không, cũng không có quan trọng về vấn đề mà em ấy có con hay là có chồng gì. Nhưng mà nhiều khi cuộc sống hôn nhân mà đôi khi đổ vỡ là do đôi lúc lấy nhau về không hợp nhau đó, thì chia tay là chuyện bình thường. Nên em chỉ mong là hai em nó đến được với nhau và chân thành thôi. Cảm ơn nhà trai. Tuyệt vời đó ha. Rồi nhà gái đi với ai cơ? Dạ em đi với mẹ em. Con chào cô. Dạ con chào cô ạ. Dạ. Tôi đến đây chương trình là để hỗ trợ cho con gái tìm được chú rể ngoan và dễ thương để chọn bạn đời cho nó. Đối với tôi thì thấy cháu này thì rất là cũng ok mà dễ thương. Cái tánh tình nói mình chưa biết nhưng mà cái cách nói chuyện qua thì mình cũng thấy có vẻ là rất hợp với con gái. Dạ con cảm ơn cô. Con có ngại gì con bé đã dạ, có một đứa con như vậy đó. Con hứa với cô là con sẽ thương bé trai nhiều hơn người bố trước. Cô cảm ơn con. Được đó. Trai này hơi bị ok đó. Bà ngoại nghe con này ngoại xúc động lắm đó nha. Đó. Nên mình nói được là mình phải dạ, làm được nghe chưa? Tại vì mình đã hứa trước con hệ. Đúng rồi. Mọi người, tất cả mọi người. Mấy chục triệu người xem đó. Dạ dạ. Mà nếu mình không thực hiện được thì là em hiểu thế nào rồi đó. Phải uy tín nha. Ừ, uy tín ha. Thôi. Bây giờ thôi. Đúng. Mở rào. Khó nói. Xin đó. Có gì nói vô để. Ok. Anh đến đây có mua một con gấu bông để tặng em. Sau này anh công việc anh thì anh đi làm đêm, từng ngày từng đêm. Thí dụ như có làm đêm thì em nhìn gấu mà nhớ anh. Và cũng ngon. Cảm ơn anh. Em thích trồng cây lắm mà em trồng chết rồi mà. Em tặng anh cây sen đá dành chăm phụ em. Và nó cũng trùng hợp là anh cũng từng làm chăm sóc cây kiểng. Anh cảm nhận với em là một người con gái rất là xinh. Dạ, dễ thương. Còn em nghĩ anh về sao? Dạ em thấy anh cũng được, thấy anh cũng chân thành. Tại vì tính của em bình thường em muốn ít nói lắm mà em cũng nhậu dữ lắm anh ơi. Không, nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu để mức độ. Giống như anh nhậu xong anh vừa rửa chén xong rồi mới đi ngủ. Còn như thí dụ như em nhậu xong anh rửa chén cho em rồi đi ngủ. Đó, cái tính của anh nhậu xong rồi rửa chén. Em cũng nóng tính nữa. Anh chịu được, tại vì tính anh nó hòa đồng, nó vui vẻ lắm. Tính của em không có thích càm ràm. Ok. Em cũng không có càm ràm luôn. Em chỉ nói một lần thôi. Nếu mà anh không làm thì thôi luôn, chứ em cũng không nói nhiều. Công chuyện của anh làm có được nghỉ nhiều không?
Anh thì hiện tại là làm một tuần ngày từng đêm, có thể là hai tuần ngày hai tuần đêm, là làm 12 tiếng gì đó. Thì cái thời gian á thì nói chung anh với em không cũng không xa không gần, quan trọng có cái động lực để có cái lý do để lên thăm em, thăm con, thăm mẹ thôi. Tuy là anh làm công việc thì nó hơi gọi là cơ khí nó hơi nóng, môi trường thì nó nóng bức, nhưng mà anh là người đầy tình cảm. Quan niệm với anh đó thì quan trọng trong tình yêu thì phải quan trọng nhất là phải nghiêm túc và chân thành. Em là nghiêm túc. Theo em trong thời gian tìm hiểu khoảng bao lâu mới có thể bước đến tiến đến thì hôn nhân? Em nghĩ là không có đưa ra được cái khoảng thời gian nhất định á. Quan trọng mình đủ tin tưởng vào nhau. Dạ, cái đó là quan trọng ở anh á. Ok. Em quan điểm của em là đàn ông phải chủ động, mà em cũng thẳng thắn lắm. Anh chỉ cần em cho anh một que diêm thôi, anh sẽ cố gắng đốt thành một đống lửa to. Quá dữ. Đến đây thì nói chung là anh thì thích hay ca hát. Anh xin một trình bày một đoạn trong một bài một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử hát Gõ Cửa Trái Tim. Gõ cửa trái tim vang em đường vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao, nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng anh vẫn ngóng em trong mở cửa. Xin hết ạ. Cái vụ thứ hai là nãy gì? Nãy mình nói mình khiêu vũ đó, giờ mình nhảy cha 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 một mình được không? Dạ được. Lan ra nhảy đi Lan. Trời ơi trời đừng. Thôi được rồi, nói chung là thể hiện tài năng lẻ lẻ được rồi. Vậy vui rồi. Bây giờ em muốn nói điều gì với bạn gái trước khi đưa ra quyết định? Theo anh em lại gần gần em nói đó. Đúng rồi, bạn nam tiến tới nắm tay bạn gái. Cho anh xin được nắm tay. Nhìn vào mắt bạn gái đứng lên nè. Thì nói chung là mình đã vượt qua bao nhiêu người khác để bước đến đây rồi, và chương trình đã tìm kỹ lắm rồi mới được anh và em. Thì những cái nhỏ nhỏ ở ngoài thì mình tự tìm hiểu sau. Còn ở đây quan trọng là chỉ còn cách hai nút bấm thôi. Mình hãy bấm để tìm hiểu, để anh có trách nhiệm để lo cho em và con. Dạ. Yeah. Hai bạn hãy nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi chúng ta nói chuyện với nhau, những thông tin chúng ta trao đổi với nhau, và đặc biệt là cái cảm xúc khi mà chúng ta chạm tay vào nhau, ánh mắt của chúng ta nhìn nhau xem đó có phải là một nửa mà chúng ta đi tìm hay không, xem trái tim mình nó có rung động hay không. Mình sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1 2 3. Tôi cứ sợ cô gái này không bấm không à, tại vì cô gái này nhát quá. Thật ra đây là chàng trai đúng với em đó. Dạ. Yeah. Anh thấy em rất là thích tính cách của anh này đó. Thôi chúng ta nắm tay nhau đi. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ những gì hứa đã hứa với mẹ của em rồi. Bây giờ chỉ có mình thực thi những điều đó thôi. Và tìm cách nào đó chúng ta sẽ tạo điều kiện cơ hội với nhau thật nhiều để gặp nhau thật nhiều nha. Cảm ơn quý vị. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta chỉ cách một cái hàng rào tình yêu thôi. Mời em trai giới thiệu lớn lên. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hiến, năm nay mình 34 tuổi. Mình sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là kỹ sư và công việc của mình là mình làm tư vấn giám sát cho một dự án ở quận 7. Em xin hết. Xin chào em Quỳnh, mới giờ xin chào MC Quyền Linh và xin chào chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và gia đình hai bên. Rồi, chào em. Hiến hả? Dạ em. Kỹ sư giám sát công trình hả? Tức là kỹ sư xây dựng đó đúng không Hiến? Dạ, kỹ sư xây dựng nhưng mà công việc là làm tư vấn giám sát. À. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Em chào chị, em chào chú Quỳnh Linh ạ. Em tên là Hoàng Thị Ngọc Thùy, năm nay em 31 tuổi, hiện tại em đang làm kế toán. Mình sinh sống ở đâu cưng? Em hiện tại đang sống ở thành phố Thủ Đức ạ. Bên kia làm quận 7 đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ở đâu Hiến? Dạ, em sống cùng gia đình ở Bình Tân. Trong gia đình thì có bao nhiêu thành viên Hiến? Có ba mẹ và có một em gái và có bà ngoại. Bà ngoại, bà nội. Ngoại và bà em gái nữa. Dạ. Mời nhà gái. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Điểm mạnh của em á là em độc lập. Nói chung là em thích việc bếp núc á. Dạ. Nhưng mà
em không có khi nào tâm trạng em tốt em mới vô làm thôi, còn không thì bình thường em chỉ làm theo việc sắp xếp công việc của mình thôi. Nói chung là công việc của em thì nó cũng không có quá bận rộn đúng dạ. không? Làm theo giờ hành chánh mà dạ. chiều tối về thì vui vui vô bếp. Dạ. Rồi còn khuyết điểm của mình? À, dạ khuyết điểm của em đôi lúc em mệt á em sẽ quạo với người bên cạnh. Cái ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ em ưu điểm của em là em thứ nhất là em thích thể thao, nếu mà trong thời gian rảnh thì em thường hay chạy bộ. Và cái thứ hai nữa là em có thể nấu được một số món ăn cơ bản như là món cua hoặc là món cà ri. Còn khuyết điểm của em là em thứ nhất là em cái giọng của em nó hơi nhỏ, hơi nhẹ. Và thứ hai nữa là cái tính của em đối với mọi người em khá là điềm đạm, nhưng mà đối với trong mối quan hệ bạn nữ em khá là khó tính. Nên đó là lý do tại sao đến giờ này em vẫn chưa có người yêu. Dạ. Mối quan hệ với phụ nữ hơi khó tính. Dạ. Em khó về vấn đề gì Hiến? Em khó là em hay trong cái lần gặp đầu tiên với bạn nữ thì em hay xét soi xét, em hay nghĩ xa nên em cũng hơi lo lắng. Nghĩ xa hả? Dạ. Tức là em nhìn gần nhưng nghĩ xa hả? Dạ, nghĩ xem hai đứa có hợp nhau không, rồi về sống chung như thế nào, rồi mọi thứ, rất là nhiều thứ nữa nên cái đó không có xa đâu, đó nghĩ đúng đó. Dạ. Mà cái đó cũng đâu có gì đâu là gọi là khó. Đúng rồi. Khó là cụ thể như thế nào, có thể nói rõ hơn cho chị Lan biết không? Thì cái tính đó thì em nghĩ em cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai thì em sẽ sửa đổi, sẽ thay đổi để cho bạn gái cảm thấy thoải mái hơn. Dạ. Tình yêu á. Dạ. Là với cái khó tính trong tình yêu vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có một mối tình đầu tiên là lúc mà năm lớp 6, lúc lớp còn bé, là mấy đứa bé hay chọc nhau ấy mà. Rồi đến bây giờ thì em vẫn chưa có mối tình nào, bởi vì em hay được gia đình giới thiệu gặp gỡ đó, nên cũng chỉ là gặp mặt, xem mặt một hai lần, ăn uống vậy, là nếu mà cổ không thích em á thì thôi, còn nếu mà em không thích cổ thì nó không đi tới đâu được ạ. Dạ. Nghĩa là em chỉ có mối tình năm lớp 6 thôi được hả? Dạ. Trời đất ơi. Và từ hồi đó giờ chưa có, từ lúc lớn lên biết yêu này kia là chưa có người yêu luôn? Dạ, chưa có. Có nắm tay bạn gái nào khác giới chưa? Nắm tay thì em chưa, cũng muốn nắm tay lắm nhưng mà cổ không cho. Dạ. Cho. Chào em. Dạ, chào chị. Chị nghe em nói cái chị tò mò quá, chị phải đi qua chị coi là dạ. Không biết là cái ngoại hình của em nó có làm cản trở cái việc yêu đương của em hay không, nhưng mà rõ ràng chị qua thì chị thấy đẹp em rất là đẹp. Trời ơi. Tướng tá rất là ngon lành. Ừ. Dạ, vậy thì theo em thấy là cái điều gì để nó cản trở cái chuyện yêu đương của em để mà tới giờ này chưa có mối tình dắt dai? Dạ, em nghĩ cái nguyên nhân chính á là do cái môi trường làm việc. Em là làm trong cái ngành xây dựng á, đa số là các bạn nam không à, còn các bạn nữ thì không có. Và cái thứ hai là những bạn nữ mà em thấy thích á, thì đa số bạn đã có người yêu rồi, có gia đình rồi, nên nó cũng rất là khó khăn cho em. Sao em thích gì ác nghiệt vậy? Em không lựa người độc thân, em thích em lựa chỉ cái người mà có người yêu không vậy? Dạ, nó cũng không có nhiều người để lựa, không có nhiều. Hồi đó đi học không có crush ai hả? Dạ, đi học cũng một lớp của em đây cũng chỉ có khoảng là 3 đến 4 bạn nữ. Hay là do mình khó quá? Dạ, em nghĩ chắc là nguyên nhân là như vậy. Dạ, khó quá đó, bạn công nhận là bạn khó tính trong tình yêu mà. Dạ. Chính vì thế mà coi như là bây giờ còn nguyên si trong trắng đó. Còn dạ. Nguyên không? Nhà trai thiệt không? Là... Thiệt. Nếu bạn nói mình không nguyên si chưa chắc nguyên si. Dạ. Đã lỡ một lần rồi. Lỡ một lần đó. Lỡ rồi đúng không? Hả? Dạ, chưa lỡ. Chưa. Có nắm tay bạn gái là lỡ một lần rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chưa. Thì đó là hồi bé thôi, hồi năm lớp 6 á. Lớp 6 mà hôn người ta rồi hả? Dạ. Thì do lúc đó còn bé, mấy bạn thứ nhất mình cũng chưa hiểu gì, với lại lớp 6 mấy đứa hay chọc nhau, cứ nói là hôn đi thì làm luôn đúng không? Thì mình hôn thôi. Dạ. Vậy rất ít bụi phấn à. Hỏi thiệt là từ đó tới giờ là mình chưa có một cái nắm tay nào mà gọi là có cảm xúc của con trai và con gái hết hả? Có cảm xúc, có muốn nắm tay bạn gái, có muốn ôm hôn bạn gái, nhưng bạn gái không cho. Có là trong những lần gặp gỡ đó là bạn gái không mình không phải là gu của cổ à. Nên mình không có cơ hội. Trời tới thương quá. Dạ. Muốn nhưng không cho. 34 tuổi mà chưa có cái gì hết là thiệt thòi đó nha em. Giờ tôi qua bên đây coi Thùy coi sao. Chào Thùy. Mấy mối tình? Dạ con cũng chưa có mối tình nào. Trời đất ơi, không có mối tình nào luôn. Dạ. Có giống bên kia là hồi nhỏ nhỏ có nắm tay này kia không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Bên đây còn trong trắng dữ luôn hơn bên kia luôn. Em chưa có một chút cảm xúc nào luôn hả? À, dạ em có chị. Chứ không, nhưng mà em tỏ tình người ta từ chối.
Ôi, sao ác nghiệp vậy trời? Ai vậy? Đứa nào vậy? Đứa nào ác trời ơi, vậy? Một cô gái xinh xắn đáng yêu như vậy mà nở lòng nào từ chối người ta? Ừ, bên kia một chàng trai xinh không cho. À, bên đây một người mà không ai gọi là có thể tỏ tình mà người ta cũng không chịu luôn. Dạ, em cũng chủ động mà. Chủ động luôn á hả? Dạ. Em chủ động sao, nói sao? Em nhắn tin. Em có nhắn tin trả lời tỏ tình với anh đó nhưng mà anh đó từ chối. Như vậy là hai bên còn nguyên đai nguyên kiện hết. Mà mốt có cái gì không hiểu thì gọi hỏi Quyền Linh với Ngọc Lan chị cho. Còn nghiệp, hai bạn này chưa có một cái mối tình bắt vai mà chưa có cảm xúc vì yêu đương gì hết trơn, đúng không? Dạ. Rồi bữa nay cố gắng nha. Dạ. Bây giờ về đi. Bên nhà trai tôi thấy rồi đó, mà mối thấy rồi. Thử cái em gái diễn tả thêm cái tiêu chí của em có giống nhà trai bên tôi không? Tiêu chí tìm người yêu thế nào? Cao, to, gì đó không? Hình dáng hay là một cái mẫu hình lý tưởng nào đó? Dạ, em thì chỉ cần cao hơn em. Chắc chắn cao hơn. Dạ. Còn không quá mập cũng không quá gầy, tại vì em gầy rồi. Nói mập ở đây. Đó là tương đối lắm, nhưng mà đúng là đừng nói mập ở trên cái sân khấu. Mập nó đụng chạm nhiều người lắm, nó mấp miếp thôi. Dạ, em thì chỉ cần hài hước thôi. À, vui vẻ hài hước, dạ. Đúng rồi. Nói chung hai bạn này đến với nhau là mối tình đầu đó. Tình đầu đi. Mối tình đầu là phải vui vẻ, hài hước, phải ấn tượng. Dạ. Tình yêu mà không hài hước nó buồn lắm. Cuộc sống mà không có hài hước nó cũng buồn lắm nha. Được, bây giờ tôi thấy nhà trai nãy giờ nói qua nói lại cũng vui rồi đó. Cũng có sự hài hước trong đó. Dạ. À, nhà trai ơi, dạ. Mình nghe tiêu chí nhà gái mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Dạ, em nghĩ là em có thể đáp ứng được 70%. Ủa gì ít vậy? Hơn 30% còn lại là phần hài hước hay sao? Dạ. Có hài hước không? Thứ nhất là phần hài hước, và thứ hai nữa là trong quá trình tiếp xúc với cổ thì em tính nếu mà hợp nhau thì đó là cái phần trăm còn lại. Dạ. Còn 30% là nếu mà thấy nhau là hợp nhau đó là đủ, đúng không? Dạ, chính xác ạ. Ok. Rồi, còn mình muốn nhà gái như thế nào? Diễn tả coi. Em thì thật sự là em cũng em muốn bạn gái là thứ nhất là em thích người phụ nữ gia đình. Dạ, cũng không quá cao, không quá mập, ngoại hình nói chung là cũng tương đối ưa nhìn. Đó là chỉ như vậy thôi. Dạ. Rồi có cái mong muốn gì hay là có cái điều gì không thích ở nhà gái mình nói trước đi, chứ cái đó là cái điều mà cản trở em từ trước tới giờ đó. Dạ. Bạn gái thì em không thích cái bạn gái mà quá là cá tính, và cũng như quá là cái tính cũng giống như kiểu gia trưởng hay là không chịu thay đổi suy nghĩ á. Là mình cố gắng mình khuyên bạn, thuyết phục bạn, bạn ấy không, mình phải nhiều người khuyên bạn thì bạn mới chịu thay đổi suy nghĩ, là cái tính như vậy. À, là em không thích. Dạ. Tức là phải chia sẻ với em nhiều hơn, đúng không? Dạ. Thấu hiểu nữa, đúng không? Dạ. Muốn hiểu thì phải tìm hiểu thì mới hiểu được nha. Dạ. Rồi bây giờ em đi với ai nè? Ngày hôm nay em đi với lại bạn học cùng lớp với em ở đại học, và một cái anh làm cùng cơ quan với em. Em là bạn của bạn Hiến. Dạ. Thì em có đôi lời nhận xét về bạn nữ. Thì thấy bạn nữ với lại bạn Hiến chắc cũng hợp nhau á. Thì hai bạn cho nhau cơ hội. À. Dạ, em xin hết nè. Cảm ơn nhà trai. Cảm ơn em. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ, em đi với em gái em và bạn em ạ. Dạ, xin chào chú Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam. Em là bạn của Thùy, bạn học từ thời cấp 3. Cũng bằng thân luôn đúng không? Dạ, thân. Rồi bây giờ mình nhận xét về bạn Nam như thế nào nè? Dạ, thì theo như nãy giờ bạn thể hiện thì mình thấy là bạn cũng khá phù hợp với lại Thùy. Nói chung là về ngoại hình cũng như là về tính cách. Còn về các yêu cầu của bạn Nam đặt ra thì mình thấy Thùy cũng phù hợp khá nhiều, có thể là trên 80%. Dường như Thùy là một cô gái biết quan tâm, nấu ăn ngon. Nói mà tùy tâm trạng về thôi, chứ thật ra hôm nay lên thì chắc là Thùy rung cho nên nói ít. Chứ còn hả, cô gái đó là rất là biết quan tâm người khác, chia sẻ, đặc biệt là nấu ăn ngon. Dạ, là một cô gái của gia đình đó. Công việc nhà thì rất là chỉnh chu. Nếu như mà nói về cái tính xấu của bạn thì có thể là do là kỹ tính quá nên thành ra nhiều khi là khó tính thôi. Dạ, chứ còn lại thì mình thấy rất là phù hợp. Như là mình mong muốn đó là Thùy với lại các bạn Nam cho mình cái cơ hội để có thể là ra ngoài thì hai bạn tìm hiểu nhiều hơn. Và có thể trong một hai lần đầu mà khi mà mình gặp nhau thì có cái gì đó nó không hợp, nhưng mà biết đâu tới lần thứ ba, thứ tư thì mình lại hợp thì sao, chứ đâu thể nào mà vì một cái lần đầu mà mình cảm thấy không hợp thì mình từ bỏ thì cũng không được. Hay quá. Hay quá, mạnh mẽ quá. Thôi bây giờ mình mở rào cho đúng hai bên rồi. Gặp mặt coi sao nè. Kéo rào. Chuẩn bị tinh thần nha. Dạ. Đừng có soi quá nha Hiến nha. Dạ.
tôi hồi hộp. Nào, bắt đầu rồi, đi. Mời hai bạn. Đến với chương trình này thì anh có một ít quà mỏ gửi anh Quyền Linh. Dạ. Có nữa hả? Dạ có. Cảm ơn nha. Gửi chị Ngọc Lan. Ơi, chị cảm ơn em. Và gửi bạn nữ. Dạ, cảm ơn. Do chương trình báo cũng gấp nên em không có chuẩn bị đủ nguyên liệu á. Nhưng mà em có làm một ít bánh tặng anh. Cảm ơn em, anh rất thích bánh. Bánh gì vậy, làm bánh gì? Dạ, em làm bánh quy mơ ạ. Tự em làm luôn, tự dạ. Gói, đóng gói luôn hả? Dạ, không, trời ơi. Chị bỏ vô thôi, cũng không có gì. Cái này là bán được dạ. Luôn, vô siêu dạ. Thị được luôn rồi đó. Khéo vậy? Dạ không, tại hôm qua em chuẩn bị thì nguyên liệu nó cũng không có được đầy đủ nên. Ồ, là... vậy là đẹp rồi đó. Với lại một năm mở, rồi em chưa có làm. Rất là ngon, rất là thơm. Quá. Dạ. Thôi. Mình đang làm cái làm gì? Mình đang làm MC. Ok, dạ. Đây chị cầm cho. Dạ em ngon quá. Dạ dạ em ăn rồi rất là ngon. Rồi. Nhưng mà hả? Không ăn uống gì nữa hả? Hả? Một chút xuống sân khấu. Có bánh ngon lắm. Đừng làm nhục nhau như vậy. Ủa này làm lâu không vậy Thùy? Dạ em làm chắc là 2 tiếng. 2 tiếng hả? Dạ làm bột thì cũng nhanh nhưng mà em đợi nướng thì cũng lâu. Không mà ngon thiệt á, làm bột gì vậy? Dạ bột mì cho. Bột mì hả? Ủa làm sao mà bánh nó giòn nó ngon. Cho miếng con ơi. Rồi thôi, hai nói chuyện tiếp thì ngon quá. Em tên là Thùy. Dạ. Công việc của em là gì? Dạ, hiện tại em đang làm kế toán ạ. Vì tính chất nghề nghiệp của em nên đôi lúc em cũng hơi khó tính ạ. Và giờ đến cái mùa báo cáo của em á, thì em rất là stress. Nên là về thì em không có thời gian nấu nướng hay gì hết. Nên là cái thời điểm đó thì em cũng hay tăng ca. Thì lúc đó em rất là dễ vợ. Thì anh cũng hiểu cái thông cảm với nhà kế toán này, nó sẽ rất là áp lực vào cái những cái tùy mà thanh toán lương lậu và các bạn của người. Dạ. Thì hai đứa ngồi đúng. Thì cái đó là anh hoàn toàn anh thông cảm, và nếu mà anh có thể chia sẻ hoặc là có thể giúp đỡ vậy trong cái lúc mà em khó khăn như vậy thì anh hoàn toàn mong đợi. Dạ. Thì công việc của anh thì nó cũng như vậy, thì sẽ có những lúc mà anh phải tăng ca phải chợt. Thì dạ. Thì nó cũng có lúc áp lực như vậy, nhưng mà nó không áp lực bằng công việc kế toán, cái đó là anh hiểu. Tại vì anh cũng có làm một số công ty, anh thấy một số em kế toán rất là áp lực, nên anh hoàn toàn thông cảm và cũng muốn chia sẻ cái sự áp lực đó của em. Dạ. Em đang làm ở quận Thủ Đức đúng không? À dạ không, em làm ở quận 3. Quận thì 3. Hàng ngày đi làm thì cũng hơi xa, nhưng mà công việc của anh đó là mình phải đi làm thôi. Okay. Hẹn hò sao tuần mấy lần? Thì nếu mà như vậy thì nếu mà mình có cơ hội, em cho anh một cơ hội để mà được hẹn hò với em á, thì không biết khi nào em có điều kiện, có thời gian rảnh để anh được chở em đi hẹn hò đi chơi. Dạ, hiện tại thì gia đình em rất là ủng hộ nên là anh cứ hẹn thì em sẽ có thời gian thôi. Hay quá. Thì anh nhận xét là anh thấy em rất là xinh xắn và cũng tính cách cũng rất là hiền, và anh cũng hy vọng là trong tương lai chúng ta cho nhau một cơ hội và tiến tới với nhau, và anh rất là trân trọng những điều đó. Dạ. Hiên hỏi cái vụ mà ví dụ em làm dâu được không Hiến, nhà em có má có bà ngoại hơn 90 tuổi đó Hiến. Còn về cái vấn đề mà làm dâu á, thì thực sự ba mẹ anh cũng rất là mong có con gái. Cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng làm việc gia đình đó, nên khi mà nếu mà em làm dâu bên nhà anh á là em không phải làm bất cứ thứ gì hết. Bà của anh thì cũng có người chăm sóc, các cô hay đến chăm sóc. Còn nếu mà em muốn trong thời gian ở em muốn ra riêng em ở á, thì anh nghĩ là ba mẹ nào cũng thương con. Nếu mà con cái mình hợp với nhau và có ý định đó thì ba mẹ sẽ chịu làm con cái thôi, anh nghĩ không vấn đề gì cả. Hiến có nhà riêng không Hiến? Dạ có, thì trong quá trình đi làm thì em cũng tiết kiệm, cũng có mua nhà. Dạ. Có rồi hả? Giỏi quá. Rồi quá giỏi rồi, vậy ngon rồi. Nhà của Thùy là có mấy anh chị em? Dạ, nhà em thì có 3 chị em gái ạ. 3 chị em gái luôn? Dạ. Em là thứ mấy? Em thứ 2 ạ. Thứ 2? Dạ. Hai đứa em kia sao rồi? Chị em và em gái em thì đều lập gia đình hết rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy còn mình em chưa lấy nữa hả? Dạ. Rồi sẵn làm luôn, gọn luôn được rồi đó. Em mà lấy chồng trước chị nha, thấy là hợp lý, đầy đủ điều kiện rồi. Bây giờ mình hướng tới điều xa hơn nữa đi.
dù dạ. Hai đứa lấy nhau bàn bạc coi sanh trai hay gái đầu lòng gì đó, rồi tiền bạc ai giữ như thế nào, phát triển kinh tế ở đâu rồi như thế nào đó. Ta bạn làm tiếng. Kế toán người ta giữ tiền luôn chứ. Đúng dạ rồi. Không em không thích giữ tiền. Em không thích giữ tiền đâu. Ý giữ đi. Dạ không, em thích là bạn trai cũng có biết cách quản lý tài chính của bản thân mình và đều có cái quỹ chung của gia đình. Thì không biết đâu, giữ đi. Trời ơi, giữ tiền đi. Anh muốn người phụ nữ của anh giữ tiền hay là mình tự quản lý cái tài chính của mình ạ? Thì nếu mà em thích thì em giữ tiền, anh hoàn toàn ủng hộ. Không, đừng trả lời nước đôi, trả lời là thích hay không thích, muốn hay không muốn, muốn ai giữ tiền. Đừng trả lời, nếu như em thích thì anh giữ tiền, em giữ tiền, anh ủng hộ, đừng trả lời vậy. Yeah. Anh rất là thích cái suy nghĩ của em là tài chính là bạn nam nào cũng tự chủ được. Và anh nghĩ là trong nếu mà anh có cơ hội đến với em, anh sẽ lo cho em về cái vấn đề mà kinh và cố gắng làm để có thể lo được cho em. À, để mà cái tài chính càng ngày càng tốt hơn, để quản lý tài chính để sao cho mình có một cái tương lai tốt sau này, kể cả chuyện con cái. Còn về vấn đề giữ tiền thì em muốn giữ là điều hoàn toàn có thể được, anh hoàn toàn ủng hộ. Tại vì em ngày ngày em làm việc với số rồi nên là đến việc gia đình em cũng giữ nữa thì em cảm thấy em kham nhiều quá và em sẽ bị stress. Và lúc đó nhiều lúc em sẽ trút giận lên người anh chẳng hạn. Thế không có thì... người phụ nữ nào mà nó cứ giữ tiền nhiều quá tôi bị stress hết trơn á. Suy nghĩ lại đi cưng. Với mấy con thì tiền chỉ cần đủ là được rồi, không cần quá nhiều, không cần... Nói nghe nè, mình giữ tiền cái mình có một sổ mình ghi ra, ví dụ như chi tiêu gì mình ghi ra, cái người phụ nữ quán xuyến gia đình nó dễ hơn. Dạ không chị ơi, em mất bận lắm là đúng không? Không phải em mà giả sử như em quên mất một cái số tiền nào đó cái em sẽ suy nghĩ xong em mất ngủ. Cho nên là em, tại vì em bận em cũng nhớ dai lắm nên là giả sử như hụt một cái số tiền nào đó cái thì em sẽ ngồi em suy nghĩ xong rồi cái em mất ngủ. Nhưng mà tin gì đi, em đẻ một cái là em muốn giữ tiền liền. Vậy là em không muốn giữ tiền đúng không? Dạ, nhân cơ hội này nhận ngay quyền đó em. Nhân cơ hội này hỏi những người phụ nữ hãy luôn luôn nói điều đó với chúng tôi nào. Em nhân cơ hội này nhận giữ tiền. Thật ra em cũng không, em bản thân em cũng không muốn nhận giữ tiền của bạn nào. Vậy hai đứa đưa tiền đây chị giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho, tôi chi tiêu rõ ràng lắm. Trong cuộc đời tại sao lại còn hai con người hiếm thấy thế này ta? Không ai muốn giữ tiền hết vậy ta? Trời ơi hai đứa mà không muốn giữ tiền tức là hai đứa phải cực kỳ giàu, thuê hẳn một kế toán kiểm toán riêng để giữ tiền chứ. Anh tình nguyện giữ tiền cho hai đúng. Đứa để chị giữ cho, để anh giữ cho, để chị giữ cho. Chị sao giữ cho. Có giữ không? Thật sự thì em nghĩ là em cũng muốn bạn nữ có một cái tài chính độc lập để bạn có thể lo cho gia đình hoặc là lo cho con cái hoặc là có một cái gì đó sau này nếu mà gặp trục trặc gì á, nên em đó là lý do tại sao mà em không muốn giữ tiền. Và còn về vấn đề em thì vấn đề tài chính của em rất là rõ ràng rồi, về tương lai sau này 5-10 năm thì em rất là định hướng rất là rõ nên rồi. Thật ra hai bạn này nãy giờ là trêu ghẹo thôi chứ chúng tôi ghẹo các bạn thôi. Không ghẹo lấy thiệt á. Đưa lấy thiệt nhưng mà là ghẹo thiệt. Là hai bạn này thì rất là rõ ràng về vấn đề tiền bạc, chắc chắn luôn, ai giữ cũng được. Tới lúc đó thì ai giữ cũng được. Quan trọng là chi tiêu như thế nào để lo cho con cái và hai bạn tự khắc biết điều đó. Tại vì hai bạn là cũng trưởng thành hết rồi. Nãy giờ là đùa thôi chứ đưa tiền đây thì tôi giữ tiền nghe. Rồi bây giờ qua chuyện tiền bạc nó phải rõ ràng nữa nè. Chuyện con cái. Đúng. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ai thích sinh con trai con gái? Phát biểu luôn. À, về cái vấn đề này thì em xin nhường cho bạn nữ. Nói với bạn nữ đi. À, về vấn đề này thì anh xin nhường cho em cái sự lựa chọn. Thì nếu em quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ. Nhưng mà nếu mà cho anh trả lời trước á, thì anh thích là trai gái, một trai một gái, hai con là đủ. Và nếu mà em thích nhiều hơn thì em... Còn em thích nhiều. Dạ nếu như mà mình có điều kiện thì em dĩ nhiên em muốn nhiều con. Giống chị thích nhiều con. Tại vì mình có điều kiện nuôi thôi, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện mà không suy nghĩ về tài chính á thì dĩ nhiên em thích là nhiều con là tốt hơn. Nhưng mà bây giờ nuôi con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều nên là thôi hai là được rồi chị ạ. Ừ, rồi. Quan điểm một trai một gái rồi còn em thế nào nói dành cho biết đi. Cái đó điều đó không quyết định được nên là con đi với mình là tùy duyên, không em không quan trọng trai gái. Con tới tùy duyên toàn gái không chịu không? Thì con gái không cũng em nghĩ được không sao. À, rồi. Sao không được, hai đứa gái càng tốt chứ sao không được. Dạ quá tốt. Ừ. Quá tốt. Đẻ thứ hai đứa gái tôi thấy hay lắm, vui lắm. Rồi. Quá tốt. Bây giờ tiến tới Hiến. À. Nắm tay Thùy. Anh xin phép gia đình bạn nữ và anh xin phép em được nắm tay em và
và để cảm nhận hơn về cái tình cảm của anh dành cho em. Hay quá. Trời, hai đứa này tôi không hiểu sao mà ngày xưa lại có người từ chối ra, tụi nó dễ thương quá mà. Anh xin phép nắm tay em. Tình yêu đâu có nắm gì, giống như đối tác làm ăn quá. Đúng rồi. Thì hai bàn tay của em rất là lạnh, nhưng mà anh nắm bàn tay của em, anh thấy được cái sự chân thành, tình cảm trong đó. Và nếu mà em nhìn vào anh là một người đàn ông chững chạc, và anh có thể lo được cho em và gia đình sau này, và anh sẽ tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Điều đó là em hoàn toàn tin tưởng. Dạ, em cũng mong anh làm được những điều anh nói trong hôm nay. Anh sẽ làm được. Em tặng bài Hiến Hiến. Đừng có buông ra chưa. Không có ngứa đâu, gãi đâu, luôn hết chứ. Anh thực sự đến đây thì anh cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Anh cũng không có giỏi về vấn đề ca hát, nhưng mà những cái lời anh nói, tình cảm của anh nó là thật lòng, nó là sự thật. Thì anh xin tặng cho em mà chương trình một cái bài hát, cũng anh hát không có hay. Yeah. Là thà như thế. Yeah. Cô dấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói sầu đầy một câu trước khi biệt rời. Chiều buồn ngàn ngào ngàn cơn hấp hối chút ngào ngào, người hỡi hôn nhau đi lần cuối. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng có nếu kéo, nếu ta gặp nhau chỉ hỡi em. Thôi khỏi đi, chuyển đi. Dạ. Chuyển. Em gái hát đi, hát không, em không có thuộc. Không có thuộc đúng không? Dạ, hát đúng kiểu là hát lần cuối luôn á, sợ hát không kịp á. Hát gấp lắm. Rồi. Mời em ngồi. Thôi trở về vị trí nào. Những cái gì mà Hiến nói thì bây giờ bạn nhìn Ý Quỳnh, Thùy. Thùy suy nghĩ cho nó kỹ ha. Dạ. Hiến đã nói hết những cái gì suy nghĩ của Hiến rồi. Bây giờ Thùy suy nghĩ cho kỹ, mình đưa ra quyết định của trái tim mình nha. Để tay mình nút bấm đi Hiến. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể đùa vui chút xíu. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau thông qua người thân của chúng ta, góp ý hết rồi. Mình xem tính cách hai người thế nào. Lắng lòng lại một chút xíu, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, không cần bấm. Nhường cái nút bấm cho người khác. Và khi bấm, chúng ta phải có trách nhiệm về những quyết định của mình nha các bạn ha. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn chính thức hẹn hò với nhau. Đấy, nắm tay nhau đi nào. Nào. Nụ hôn đầu đời coi nào. Anh có thể anh rất là anh biết là em rất là ngại và dạ. Và anh thực sự đây là lần đầu tiên anh nắm tay bạn gái. Nó là khoảng tầm cũng phải gần 20 năm rồi. Ừ. Và anh có cái cảm giác này, anh rất là trân trọng. Thì anh rất muốn được hôn lên má em. Và anh sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc này. Em có thể cho phép anh được làm điều đó không? Dạ. Okay, cảm ơn em. Tuyệt vời. Để Nguyên chưa? Nụ hôn đầu tiên nó phải lắng động chút xíu Hiến, từ từ nào. Từ từ, nhẹ nhàng, để Nguyên không có hử gì vậy được. Anh sẽ phép hôn lại. Để Nguyên. Thôi là bạn ngữ hai ngày. Rồi. Okay. Bây giờ vậy. Bánh này ngon lắm. Đừng có xin nữa của người ta. Không có, không có xin. Tính sao? Bây giờ Hiến cầm cái đi. Dạ. Yeah. Đó, hai cái. Để cho bạn Thùy cầm cái. Dạ. Yeah. Cầm tay bên kia kìa, buông cái tay ra đi. Rồi. Cầm tay bên đây. Đó. Ăn bánh đi. Đó, ok. Để Nguyên, để Nguyên. Mời bà mối ăn bánh. Bánh tình, bánh nghĩa. Từ nãy giờ. Bánh phu thê. Mời tôi ăn bánh. Chứng kiến hai đứa nó hạnh phúc. Ăn cái bánh hôm nay. Nhớ ngày đặc biệt này nha hai đứa. Không thể nào quên được. Người đi bánh ở lại nhé. Nói vậy thôi chứ. Tuyệt vời lắm. Trong giây phút này anh còn hạnh phúc lây cho tụi em nữa. Dạ. Những lời em nói á, nó làm rung động trái tim hàng triệu người. Dạ. Chứ không riêng gì Thùy đâu. Dạ. Thùy có rung động không? Dạ.
rung động tới mức mà anh thấy bánh càng ngon hơn nữa. Thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha.